Đấy mọi người ạ, bữa ăn của ngày thứ tư. Ăn bún con, ăn tộp 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 đáng yêu. Đây là mắt to lớn của Tường Vy Vlog. Đây là ông Tài Vlog. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của Tường Vy Vlog nha mọi người nhá. Mọi người ạ, thì hôm nay đây là một đàn pitbull con. Đây là đàn con của đàn con của thợ săn số 1 của mình đây. Đây mọi người xem lại nhá. Thì hôm nay là có một điều rất là đặc biệt. Ui mẹ cha thằng Dưỡng. Không phải một ai. Mọi người nhìn thằng Dưỡng này. Thắp bạc đường tường rồi. Dưỡng thắp bạc đường tường rồi. Thì đây là một đàn pitbull con. Con trai của thợ săn số 1 của mình. Đây là một đàn pitbull cuối cùng. Mọi người nhìn thấy mắt nó rất là đẹp chưa? Mắt xanh. Con nào cũng mắt xanh màu đỏ. Đấy. Tất cả là 9 con mọi người nhá. Thì thời gian vừa qua thì rất nhiều người có điện gọi điện cho mình để đặt mua giống chó pitbull con của pitbull tô, à con của pitbull thợ săn. Nhưng mà không còn mọi người ạ. Thì vì một cái lý do cái rất là ui sao nó lại ngồi nằm yên hết trong cái Tường Vy này chơi kiểu gì này. Vì một cái lý do rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là đàn bun con này mình cũng để nuôi lại, để nuôi để lấy hậu duệ của bun lớn. Và sau đấy là hôm nay sẽ có một cái điều rất là đặc biệt. Hôm nay chính thức Tường Vy Vlog sẽ tự quyết tay định một cái quyết định. Quyết định gì đây? Bun vào đây con, bun vào đây. Nhảy lên. Hôm nay thì mình sẽ quyết định là cho cả team mình đầy đủ rồi. Hôm nay là tất cả anh em đây là đầy đủ rồi. Thì đợi từ hôm trước đến giờ ông suy nghĩ rất là nhiều. Thì có vấn đề là các cái con cún con này. Thì đây, anh Thạch thì lớn nhất, dài nhất. Hôm nay là Tường Vy sẽ quyết định là tặng những chú cún cho từng thành viên trong team sẽ bắt ở từ vùng cao nha mọi người nhá. Dài nhất lên là anh ấy thích con này. Đấy, đấy. Dạ. Thì ok baby, let's go. Nó là cái máy hình nha mọi người ơi. Mình đang là một con pitbull đầu tiên nha. Đây là một thành viên đầu tiên được trao tặng. Anh nhớ chăm sóc nó là đỡ dẫn nó đi săn nha. Cảm ơn bạn chồng sư phụ của mình đã hứa chăm sóc con pitbull để lớn lên, để có thể đi săn bắt cùng với tất cả anh em và mọi người. Xem cái mõm này với cái mõm này có giống nhau. Hello. Đấy. Mình là Thạch Vlog nha, các bạn xin một cái tên nhá. Ui thằng này chim to thế. Thằng này thì người làm sao của chim bao làm vậy. Đấy. Cả nhà nhìn cái mặt nó lại. Ôi giời. Đây của anh Dưỡng. Đây là thằng Dưỡng. Chăm sóc rồi cho nó đi săn nhá. Thằng Dưỡng là một thằng đực. Dưỡng là đực còn đâu Thạch cái à? Thôi chào các anh. Thôi chào các anh. Mình không ra nhá. Đứa này kết hợp với nhau. Cũng rất cảm ơn vợ chồng sư phụ đã. Bạn này thì bé bé một tí. Ăn hơi chậm một tí nên là hơi bé nhưng mà nó rất là hăng. Con này rất là hăng và rất là nhanh. Con này nhanh và khôn. Nên là con này thì để cho sinh gọi là mềm yếu nhất tem thì cho em nó con này. Sinh công chín à? Ok. Chịu khó cho nó ăn nhá. Đây mọi người nhá. Đây là một chú cún cái của sinh công chín. Ui cái. Mày thơm gì đó đấy? Mày thơm gì đó đấy? Yeah. Đâu? Con này là của Đại. Đúng rồi. Con này là hôm trước là Đại suốt ngày bế bế này. Đây con này là nó trong cái mặt này. Quý Đại nhất đây. Cho nên là bây giờ khả năng Đại sẽ phải yêu cái em này. Sẽ ôm nó vào trong lòng đi cho nó thân thiết. Đây là Đại tắc 7 mọi người nhá. Mọi người ơi, đây còn là một người cuối cùng trong team sáu ở thủ cao, tức là em Mạnh TG. Đấy. Và bây giờ cho phép Mạnh TG là như nào đây? Đấy, Mạnh TG. Bây giờ còn 5 thành viên rất là máu chiến trong thằng kia gừ gừ gì kìa. Mắt to lớn. Mắt này của vợ. Mắt nhưng mà chỉ còn chó cái thôi, Mạnh chăm sóc chó cái nhá. Em chó cái thôi, em chỉ nuôi được chó cái. Mạnh cái chỉ nuôi được chó cái thôi mọi người. Chó cái thôi. Chỉ nuôi được chó cái thôi. Con bím này. Đấy. Ui, đây là Mạnh TG đấy mọi người nhá. Ôi Mạnh ơi. Ôi giời ơi. Ôi mọi người. Ôi mắc bây giờ chơi trò cắn tóc rồi. Chơi rồi. Ôi, rớt rồi. Ôi giời, mắc này. Còn 4 con
cún con này. Có thì... ông tài Vlog đâu? À, thì à? Này có một cái đặc biệt ở cái chỗ là như này. Có một chị ở bên nước ngoài muốn là cũng sở hữu một em Bác Vun này, thế nhưng mà chị lại là nhờ là lại gửi ở đây để cho mình chăm sóc thì đấy. Ông Tài Vlog đây. Ông Tài Vlog đây mọi người. Ông Tài Vlog là có quả khăn mình... quàng kín cổ và bốn chân đi tất nha mọi người nhá. Mình sẽ bốn chân đi tất. Sẽ giữ lại một con để cho bạn đấy. Thế tức là một chị ở bên nước ngoài là nhờ mình chăm sóc hộ đúng không? Đấy thì ở đây sẽ còn ui giời, ông Tài Vlog đánh nhau với anh thằng này. Anh thấy được con đấy, con đấy đem xem nào. Ừ, con này con cái. Có khi để con mày có ấy con đấy không, hay là lấy con bộ bấm này này để chị con đấy chị ấy cho con này không con cái này. Đấy em mày thích con đấy gì? Có em con riêng với con này thì em sẽ bắt con này. Được. Không ấy thì để chị chăm cho con. Bởi vì đây thật ra thì mình tặng tất cả mọi người nhưng mà mình vẫn là cái người chăm sóc tất cả những cái con này. Đấy đấy mình sẽ chăm sóc tất cả những cái con cún con này trông dưỡng cả. Bây giờ. Thế nào? Hai thằng này giống nhau phết. Thằng này ăn lắm. Hai thằng nhau thế nào đó giống nhau phết. Tôi đừng cùng mình ngoảnh đi ông. Ơ còn đây là Trần Thạch Quy Lô rồi. Đóng bỉm đi, đóng bỉm đi. Sinh công chín này. Đây là mạnh cực kỳ này. Nhưng mà cái con này là giống đại 87 phết. Mọi người nhá, còn đây là của ông Tài Vlog. Đấy. Mày đừng vần ông Tài của tao. Đây mọi người ạ, đây là một chú cún. Đây là một con cún mà của mình. Đấy, khăn quàng của mình. Kín cổ, bốn chân đi tất. Đấy. Cái mặt nó cũng giống phết. Có giống? Bốn chân đi tất. Đấy đây, bốn chân đi tất. Bốn chân đi tất đấy. Thì bây giờ nhá, chó của ai nhá thì là người đấy sẽ dạy dỗ nó cho nó lên thành chó nhá. Đấy, cái việc chăm sóc và cho ăn thì là em sẽ chăm sóc và cho ăn để bảo đảm bảo sức khỏe của nó, cả nhà là phải dạy dỗ nó để dẫn nó đi săn nhá. Ngoài nhờ vợ chồng sư phụ dạy dỗ để thành một chiến binh thực thụ như bố. Không, của ai người dạy nhá, để xem là năng lực của nó đến đâu đúng không? Con cứ phải cắn mạnh vào. Con cứ phải cắn mạnh chơi rồi, đấu mõm rồi. Mọi người, đấy, nhiều người cứ gọi điện cho mình hỏi mua cún của mình. Thì bây giờ hôm nay cho mọi người xem nhá. Thì trong bốn số cún này thì con cún này là của mình rồi. Đấy. Em một con cún này là của Tường Vy Vlog rồi. Thế còn một con cún kia là của một chị gửi lại để nuôi rồi. Còn một con cún kia là chung hai đứa mình rồi. Con cún này thì tất nhiên là một số cún cái thì mình phải để lại để gây giống mọi người nhé. Thế cho nên là hết chó con rồi. Không còn chó con nữa để cho mọi người hỏi mua nữa. Vì thực ra là những chú chó con bên ngoài thì rất là nhiều. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt, nó là một đàn cún con của con chào vừa đâu mẹ ra mình cuối cùng cho nên là rất là nè chồng rất chi nè. Nhưng mà bây giờ cái chế độ ăn con chó của anh dưỡng là nó là hơi bị ấy đấy. Tao cũng thiếu kia chưa tao bảo chúng mày mày nín tao hết thì tao là chó cái. Chơi rồi. Đây là ông Tài Vlog đây. Đấy, mọi người thấy ông Tài Vlog được không? Hả? Nói chung là chuẩn nói tóm lại nói chung ấy, là cái đàn này ấy. Là thật thì... sự ra thì có hai cái con chó mà nhìn cái mặt nó buồn cười nhất. Thế là con này với cả con kia cả. Còn đâu con chó của anh Thạch thì giống chủ rất là hiền. Hiền. Ngoan nhất nhà. Thạch run lần giật đây. Em còn cái ở đây em còn thằng này nữa. Thằng này sau này lít kẹo mày ngồi háng anh Thạch này. Muốn em mua nhớ. Cứ tưởng là được tặng cho anh Thạch con này nữa. Riêng thông báo với mọi người nhá. Riêng ông Dưỡng vừa này là ông phải làm một chuồng to hơn này. Tiền ăn của ông phải nhiều hơn mọi người này. Ông ăn gấp đôi người ta nhá. Ông ăn gấp đôi ta. Gấp đôi cho Thạch với Lô luôn. Anh Dưỡng ơi. Chẳng bù cho em này. Tôi. Cái của kén ăn này không được. Kén ăn. Ăn chậm con chó của Sinh và của anh Thạch là nó ăn chậm hơn. Thả hết chúng em nhá. Cho nó quây quần đây. Thì đợi kiểu dạng phân chuồng ra anh ạ. Thì sẽ cho ăn cái chế độ ăn riêng. Chứ bây giờ là ăn chung thì phải chịu thôi. Trong tất cả số này ấy, thì có mỗi con cái của Mạnh TG này, là màu giống bùn bố nhất. Đấy con này. Con mắc to lớn này giống rồi. Mắc to lớn này còn gì nữa. Ui được gặp em, ui chảy máu rồi, ui. Chảy máu. Gặp má ấy, đừng đùa. Bé tí mà nó là một chiến binh rồi mọi người.
trong cả cái đàn này thì có con của Trần Thạch là một mình một màu mọi người. Con của Sinh thì giống con của Trần. Thế là con của Trần là bé nhất này. Sau này ông Dưỡng là thành nhất tài mọi người nhá. Ông Dưỡng bé nhất. À đi nhất. Ôi giời hôn nhau, ôi giời hôn nhau. Cái con đấy nhìn mà rất buồn cười nhá. Con nhìn mặt ông Dưỡng thì làm sao ông buồn cười chó nó cũng như nhau. Muôn này, đi săn với bố nha. Đi săn bố nha. Ấy nha mọi người nhá, thì cái video này mình xin kết thúc ở đây mọi người. Đấy, hôm nay cho mọi người xem biết là tại sao là mình không nhận bán pitbull con cho ai cả. Bởi vì thực ra là không có mà bán đấy mọi người. Đấy, không có mà để cho mọi người. Thì những ai yêu quý dòng pitbull của nhà mình thì thôi thì chờ đợi anh chị Tôm chị Sinh vậy. Thì mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho Tường Vy Vlog, ủng hộ cho toàn thể anh em trong keo của mình nhé mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.